Xin chào tất cả anh chị, các nhà đầu tư, các cái chuyên gia đầu tư về Bitcoin và đồng tiền kỹ thuật số. Bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức mở tài khoản giao dịch trên một số sàn giao dịch. Như tôi đã trình bày trong các bài học trước thì hiện nay có một số các sàn giao dịch là người ta không cho đăng ký. Họ có thể là đóng cửa tạm thời hoặc là họ cũng có thể đóng cửa vĩnh viễn. Thì cái chuyện họ đóng cửa hay không đóng cửa là do sàn, chúng ta không quyết định được. Cho nên tại cái thời điểm mà tôi hướng dẫn các anh chị thì có thể là mở được. Nhưng mà sau cái thời điểm mà các anh chị xem video của tôi, có thể 6 tháng sau đó, 3 tháng sau đó, 9 tháng sau đó tôi không biết được. Thì cái sàn này, cái sàn kia nó có thể sẽ đóng cửa, nó không cho mở. Thì cái chuyện đấy thì chúng ta không trách được, được chưa ạ? Thế nhưng mà các bạn thấy đấy, chúng ta có hàng chục đến hàng trăm các cái sàn giao dịch. Thì chúng ta không mở được sàn này thì chúng ta mở sàn khác. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng phương pháp mà mua tài khoản ở trên các cái sàn Bittrex hay là sàn Polo, những cái sàn lớn, đúng không ạ? Chúng ta mở trên những cái sàn nhỏ thoải mái đó. Thì để thuận tiện cho việc thao tác hướng dẫn thì tôi sẽ quay thêm máy tính ở trên màn hình để cho các anh chị theo dõi cho dễ. Để chạy việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái email cá nhân chất lượng của chúng ta. Email đấy chúng ta cũng cần phải bảo mật rất là tốt, bảo mật 2 lớp trên email, thậm chí 3 lớp trên email giúp tôi nhá. Máy tính chúng ta sử dụng cũng phải là máy tính ngon, tránh bị virus, tránh bị tấn công, đúng không ạ? Chúng ta phải bảo mật các tài khoản hết sức là cẩn thận, bởi vì rất nhiều tiền trong đó. Các bạn cứ tưởng tượng một Bitcoin có giá 10.000 đô, 2 Bitcoin 20.000, đúng không ạ? 5 Bitcoin 50.000, rất nhiều tiền đấy ạ. Và thậm chí có những người có hàng triệu đô la trong tài khoản của mình, chứ không phải ít đâu. Vâng. Thế thì ở đây, trong các cái bài học trước tôi đã cho các bạn xem có rất nhiều các cái sàn. Sàn Bittrex, sàn Polo, đúng không ạ? Sàn Remy, sàn Binance hay là Binance, sàn Huobi, đúng không ạ? Sàn OKCoin, vân vân. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn demo một số sàn để cho các anh chị làm. Ví dụ như là sàn Binance.com như thế này. Chúng ta đọc là Binance tiếng Anh hoặc là Binance, vân vân. Ok. Hay là Binance cũng được nếu mà các bạn không biết đọc tiếng Anh, giả sử thế. Các bạn sẽ dùng email của mình. Đó. Mật khẩu chúng ta sẽ làm mật khẩu khó một chút. Đấy, mật khẩu không khớp đúng không ạ? Vâng, tôi đã đánh sai cái gì đó. Ok. Referral ID tức là cái người nào giới thiệu cho bạn, nếu bạn không có thì thôi. Còn bạn muốn biết là ai giới thiệu, ví dụ như Phan Anh giới thiệu cho bạn thì bạn đưa vào đây. Rồi, đăng ký. Đó. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ xác thực. Vâng. Ok, thả tay ra. Done. Đấy, success đúng không ạ? Vâng. Email của bạn đã được đăng ký, tức là email này tôi đã đăng ký rồi. Thì tôi sẽ sửa cái email mới đi. Đấy, tôi muốn chứng minh cho mọi người là tôi đã có tài khoản ở trên này. Đấy. Ok, kéo, thả, rồi. Đấy, thì tôi đã mở xong, bắt đầu họ sẽ gửi cho tôi một cái email đến cái địa chỉ mail rác này. Thì tôi sẽ vào cái địa chỉ mail rác này. Tôi làm demo cho mọi người xem thôi ạ. Bây giờ tôi sẽ đến cái phần là Active Account, tức là tôi sẽ khởi động cái đó. Đây, cái sàn Binance này nó sẽ gửi một cái mail là confirm your registration, tức là xác thực cái đăng ký của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta không cần biết. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào nút verify email. Đấy, thì nó sẽ ra đến đây. Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, đăng nhập vào để giao dịch. Đó, thì chúng ta sẽ đăng nhập vào. Đấy, thì nó sẽ báo là khi đăng nhập vào nó sẽ báo là please check that you are visiting, tức là để tránh cái việc là bạn bị lừa, tức là bạn đi vào những cái trang mà có vẻ giống như là Binance nhưng nó không phải là Binance.com. Đấy là hình thức lừa đảo để chúng ta có thể bị mất tài khoản hoặc là bị lấy hết các đồng tiền ảo của chúng ta. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái email chúng ta vừa lấy vào. Và đánh mật khẩu vào. Ok, chúng ta lại tiếp tục kéo. Ok, done. Đó, thì chúng ta đã vừa vào sàn rồi. Đúng không ạ? Chúng ta đã vừa vào cái sàn này rồi. Họ hướng dẫn chúng ta là phải vào đúng cái trang Binance.com này. Đấy, không được cài bất kỳ những cái plugin nào, không được thực hiện các cái cuộc gọi nào vân vân.
Đấy, không được tiết lộ mật khẩu của password của Google Authentication. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài cái Google Authentication code để chúng ta xác thực hai lần sau nhá. SMS code là điện thoại vân vân. Đấy. Thế đây là họ hướng dẫn chúng ta thôi. Chúng ta sẽ tích hết vào đây để chúng ta nói là chúng ta hiểu rồi. Đúng không ạ? Dành cho các tài khoản mới. Understand, continue. Chúng ta tiếp tục. Đấy, ok. We strongly recommend to enable to FA on your account, tức là chúng ta phải xác thực hai lần, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cài Google Authentication hoặc là chúng ta sẽ phải xác thực SMS. Thế thì vào Google Authentication thì các bạn sẽ, ví dụ các bạn dùng điện thoại iPhone như tôi, các bạn sẽ vào App Store, đúng không ạ? Các bạn vào App Store, các bạn tìm là Google Authentication, Google Authentication, các bạn tải xuống. Sau khi các bạn tải xuống thì các bạn thực hiện cái động tác verify. Và các bạn đợi một chút nó sẽ tải. Đấy, thì nó có cái biểu tượng chữ G hình két sắt, đúng không ạ? Thì chúng ta đăng nhập vào một cái sàn nào đấy, đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái mã số như thế này và cứ khoảng 20 giây nó sẽ biến mất, đúng không ạ? Đây là cái xác thực của nó. Sau đó 20 giây nó lại ra một cái mã số khác gồm có 6 số. Các bạn có thể tạo các cái tài khoản khác nhau ở trong cái Google Authentication này. Hoặc là chúng ta có thể xác thực SMS, đúng không ạ? Chúng ta đưa số điện thoại của chúng ta. Đấy, để chúng ta xác thực. Được chưa ạ? Vâng. Trong trường hợp này thì chúng ta bỏ qua đi thì chúng ta đi vào cái phần sau đấy. Đấy. Thì ở đây là các cái tài khoản, đúng không ạ? Là chúng ta có thể thiết lập các cái phần xác thực hai lớp như thế này. Bạn không có lịch sử nào bởi vì chúng ta vừa tạo ra xong. Chúng ta có thể khai thác cái Binance Referral Program, tức là chúng ta giới thiệu cho các thành viên. Ví dụ như bây giờ tôi giới thiệu cho các bạn bằng cái email của tôi. Đấy, tôi sẽ gửi cho các bạn cái mã như thế này, cái đường link rep như thế này. Thì đây chính là khi mà các bạn vào đây các bạn mua bán thì tôi sẽ được hưởng một cái phần hoa hồng cho chúng ta. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta giao dịch nhiều thì chúng ta sẽ nhận được receipt, là chúng ta nhận được 20% commission in real time khi mà các cái nhà giao dịch họ chơi ở trên sàn Binance. Đây là cách họ phát triển người chơi thôi. Thế thì các bạn vào đây các bạn xem các cái sàn giao dịch của chúng ta cơ bản nâng cao, đúng không ạ? Đấy, quỹ giao dịch vân vân, lịch sử giao dịch vân vân, nghề nghiệp trên này thì có rất nhiều. Thế thì sau đó chúng ta sẽ phải tiếp tục chúng ta hoàn thành cái tài khoản của chúng ta nữa. Đấy, tức là chúng ta phải đưa Bitcoin vào đây để chúng ta mua bán. Các cái cặp đồng tiền ảo ở đây rất là nhiều, đúng không ạ? Vâng. Bitcoin thị trường đây. Các cái cặp tiền của nó đây ạ. Chúng ta nhìn thấy. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh giao dịch sau đó. Tôi sẽ quay sang một cái sàn nữa. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở tài khoản trên Coinbase. Ví dụ như vậy, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ truy cập vào trang coinbase.com và chúng ta để ý cái đường link này. Chúng ta hết sức để ý nó phải vào đúng nha. Đấy, ở đây thì cho phép chúng ta chọn individual là cá nhân, business là doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như là first name, tên của chúng ta là gì, đúng không ạ? Tên first name là Phan Anh, last name là Nguyễn, email là phananhonline@gmail.com. Chúng ta đặt password. Ok, tick, I'm not a robot, đúng không ạ? Tôi 18 tuổi và chọn quit account. Vâng, cái này nó cũng báo cho chúng ta là email này đã có rồi, được chưa ạ? Vâng, thế thì chúng ta sẽ back lại, chúng ta back lại, chúng ta tạo bằng cái email khác. Anh Phan, email phananhts@gmail.com. Ok, chúng ta tích vào đây. Rồi, chúng ta xem. Và nó cũng sẽ gửi đến một cái email đến cho chúng ta. Và chúng ta ra đây.
chúng ta sẽ nhận thấy Coinspace nó gửi cho chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta bấm vào nút Verify. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo, ví dụ như là số điện thoại, được chưa ạ? 0989 62388, chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ nhận được code, chúng ta sẽ nhận được code trong một vài giây tới. Chúng ta ngồi đợi đây ạ. Code đã đến. Ok. Năm. Đấy, code lấy ở trong điện thoại nhập vào đây. Như vậy chúng ta đã verify xong trên sàn Coinspace của chúng ta. Được chưa ạ? Vâng. Và đây chúng ta đang nhìn thấy giao dịch Bitcoin đang tính tương ứng với giá là khoảng 199,8 triệu, sắp xỉ 200 triệu một Bitcoin. Do giá đang giảm, đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể buy, sell. Buy thì not supported, đúng không ạ? Bởi vì nó nói là Coinspace không hỗ trợ việc mua bán trên quốc gia chúng ta là Việt Nam. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta không thể giao dịch ở trên Coinspace được, đúng không ạ? Thì tôi, mục tiêu của tôi là hướng dẫn các anh chị mở tài khoản thôi. Thế bây giờ thì chẳng hạn Hobby thì chúng ta có thể đăng ký được và cho phép giao dịch ở thị trường Việt Nam vô tư. Hoặc là OKCoin. OKCoin cũng là một cái sàn mà chúng ta có thể giao dịch được tại thị trường Việt Nam. Ok, tích vào nút I have read and agree. Ok coin. Đấy, thì chúng ta có thể có lệnh mua, lệnh bán được. Ok, nó đã báo đến, đúng không ạ? Ok coin đã đồng ý. Đàn nó cũng không bắt chúng ta xác mực xác thực luôn. Đấy, thì chúng ta đây giá. Vâng, đây là đồng ETC so với đồng đô la. Vâng, chúng ta sẽ xem. Đây ạ, đồng BTC là 9.200 theo giá của nó so với đô la. Thì 9.200 trên này thì hơi cao, đúng không ạ? Vâng, chúng ta có thể xem tham khảo CoinMarketCap xem là bây giờ nó bao nhiêu rồi. Vâng, bình quân là đang 8.800. Ở đây nó đang bán 9.200, đúng không ạ? Bán hơi cao một chút. Thế chúng ta lại sang sàn khác, bởi vì mua cao thì chúng ta sẽ bị thiệt. Mỗi một sàn nó sẽ có một cái giá khác nhau các bạn nhé. Vâng, thì sàn Binance này chúng ta cũng có thể giao dịch được, hoặc là sàn Coinchain. Chúng ta sẽ sang sàn Remitano, chúng ta xem là giá bây giờ là đang là bao nhiêu này, có thay đổi giá không ạ? Và 208 vẫn không thay đổi. Tương tự như thế, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều sàn. Thì chiến lược tôi sẽ tư vấn cho mọi người là mọi người nên mở tất cả các sàn mọi người có thể, dành ra một thời gian chúng ta mở hết. Mở như này chưa xong đâu. Mở như này chưa xong đâu. Chúng ta còn phải verify tài khoản lần nữa bằng cách là chúng ta up ảnh chứng minh thư, up hộ chiếu, up số điện thoại, chúng ta verify nữa thì chúng ta mới có thể giao dịch được. Thì đây là cái bước cơ bản thôi. Chứ còn các cái bước nữa thì nó sẽ đòi hỏi nhiều nữa. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên sàn Polo. Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái bước là tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản của tôi, sau đó tôi tiếp tục verify cho các bạn. Các bạn nhìn thấy coi như các bạn đã tạo ra tài khoản trên sàn Polo rồi. Vâng. Đấy, thì nó sẽ đòi chúng ta một cái authentic code, đúng không ạ? Thì chúng ta mở Google authentic code ra, chúng ta sẽ nhập mã vào đây. Không ai biết được là mã gì, đúng không ạ? Đấy, để cái việc chúng ta bảo mật tài khoản của chúng ta. Các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Vâng. For your security, you have email in one time. Ok, incorrect code. Ok, try again đi. Vâng. Cái này chúng ta đã nhập sai rồi.
rất là phức tạp. Lại bắt thêm một phút nữa mới được vào, đúng không ạ? Vâng. Rất phức tạp. Trên B-Check tôi có tài khoản. Ok, thôi trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ thao tác tiếp nha. Và những bước tiếp theo các bạn thao tác tiếp giúp tôi. Bởi vì là cái tài khoản này nó bảo mật rất là phiền. Nếu mà chúng ta đánh sai chúng ta phải đợi, nếu mà chúng ta nhập code sai chúng ta phải đợi. Và đây là cái video hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn tạo ra các sàn. Thế thì tôi vẫn nói là chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các cái tài khoản trên các sàn, đặc biệt là các sàn nhỏ, cho phép chúng ta mua bán những cái đồng tiền nhỏ để chúng ta sinh lời lớn trong tương lai khi mà nó tăng giá. Đấy là một chiến lược rất khôn ngoan, các bạn nên lưu ý lại nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.